Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với shop đồ câu Lê Rạng. Rất vui khi được gặp lại mọi người ở cái mini game xổ số hoàn toàn miễn phí của shop đồ câu Lê Rạng nha mọi người. Đó thì cái mini game này thì hoàn toàn miễn phí luôn, mọi người không phải bỏ ra một chi phí nào hết. Chỉ tốn công một chút xíu ngồi suy nghĩ ra cái số để mà bình luận cái số đó theo cái cú pháp mà bên shop rạng đưa ra. Đó thì phần thưởng thì miễn phí nhưng mà phần thưởng thì có giá trị nha mọi người. Đó thì đợt này phần thưởng của chúng ta là một con Ryubi V-Suit size 5.000, size 5.000 nha mọi người. Full Mustang Spoon. Đó, con này thì mọi người cũng biết rồi, trị giá con này hiện tại bên shop đang bán là 600.000. Đó, và có một phần thưởng phụ là một cuộn cước One Star cước Shimano nè 6.0 và một cuộn Asino Vibershop này số 10 nha mọi người. Khi mà trúng thưởng thì mọi người nói số thì Rạng sẽ gửi đúng hàng cho mọi người. Đó, còn về cách chơi thì mọi người đã quá quen thuộc với cách chơi mà xổ số này rồi, thì mọi người chỉ bình luận lại số thôi. Thì một chút sau video Rạng sẽ có cái hướng dẫn. Thì cũng nhân tiện đây, đó, thì hôm nay là ngày 13 tháng 8 nha mọi người. 13 tháng 8 thì hết hôm nay, shop Rạng sẽ có việc nên shop Rạng sẽ nghỉ 3 ngày, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Trong 3 ngày đó thì shop đang đóng cửa, không có mở cửa. Và hàng online thì mọi người đặt hàng online thì cứ nhắn tin vào số điện thoại của Rạng. Rạng có để số điện thoại ở đây. Mọi người nhắn tin hoặc là nhắn tin vào số điện thoại hoặc là nhắn tin vào Facebook thì Rạng sẽ gửi hàng lại cho mọi người vào ngày 17 tháng 8, tức là ngày thứ hai á. Đó, thì bây giờ Rạng sẽ đi thẳng vào vấn đề nội dung của cái mini game này nha mọi người. Đó thì Rạng có để cái nội dung này ở phía dưới cái bình luận của video này hoặc là ở phần mô tả của video. Thì mọi người làm theo những gì Rạng ghi đó là ok nha mọi người. Thứ nhất là đăng ký kênh nè, thứ hai là bình luận theo cái nội dung ít 4 lần. Đó, và số điện thoại của mọi người. Đó, ví dụ như mọi người là 413216 rồi 658752. Tiếp theo là số điện thoại. Nhớ khúc này là số điện thoại của mọi người nha, chứ không phải là số điện thoại này nha. Nhớ chính xác. Đó, mọi người bình luận theo cú pháp thế này là ok. Đó thì giải thưởng là người đầu tiên bình luận đúng 3 số trùng với kết quả xổ số G7 nhưng mà giải 7 của xổ số miền Nam nè, Đài Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xổ vào ngày 17 tháng 8. 17 tháng 8 vào nhằm ngày thứ hai thì cách đây vài ngày nha mọi người. Thì phần thưởng sẽ là một con máy Ryobi Vitus 5000. Đây con máy này đây nha mọi người. Đó, giải nhất. Nếu mọi người bình luận đúng thì sẽ được một cái con máy Ryobi cực kỳ đẹp. Đây, Ryobi Vitus 5000. Trị giá con máy này bên shop đang vẫn còn hàng với giá là 600.000. Đó, cho ai thích tông màu đen, đen vàng. Quay cực kỳ êm, cực kỳ mượt luôn. Đó rồi, đó là phần thưởng thứ nhất của chúng ta. Và nếu có một người bình luận đúng thứ hai thì sẽ được một cuộn cước Shimano Quantap 500 m. Size thì mọi người tự chọn. Có nghĩa là những số, ví dụ bữa đó đài đài Thành phố Hồ Chí Minh nó sổ ra số 413 mà có tới hai người bình luận số 413 thì người bình luận đầu tiên thì sẽ được một con máy Ryobi Vitus 5000, còn người bình luận thứ hai sẽ được một cuộn cước
Quenta 500 m thì giá 200.000 nha mọi người. Đó, với thêm một trường hợp nữa, nếu không có ai bình luận đúng đúng số 413 này. Đó. Số 413 là ví dụ nha mọi người. Nếu không có ai bình luận đúng thì sẽ lấy một người bình luận gần gần đúng. Ví dụ như 412 hoặc 414. Đó, 410, 416 gì đó, sẽ lấy ra một người bình luận gần đúng nhất. Thì phần thưởng cho người đó là một cuộn cước Asino Fipper Shop thì giá 230.000. Đó, cuộn cước này chúng ta, nhưng mà cước này thì chuyên bạo lực đánh sông hoặc đánh hồ đánh dải nè, cước chính hãng của Asino luôn, cực kỳ chất lượng. Giá thì rất là mềm nhưng mà đánh được nha mọi người, đánh ok luôn chứ phải được nữa. Mà nó 500 m, 500 m thì cho người vô máy nhỏ nhỏ thì ba bốn máy, máy 2-3 ngàn thì ba bốn máy luôn, máy 5-6 ngàn thì 2-3 máy, máy 7-8 ngàn thì 1-2 máy thôi. Đó, một con cước này đó. Rồi đó là cái cách chơi nha mọi người. Rồi một số lưu ý cho mọi người nè, bình luận không được chỉnh sửa. Nếu bình luận mà chỉnh sửa thì không có phù hợp nha mọi người, là sai cái quy định thì sẽ không được nhận phần thưởng. Và mỗi một tài khoản là mỗi người chỉ bình luận một lần thôi. Mọi người có thể rủ thêm bạn bè hoặc anh em hoặc là ai đó để chơi chung thì cái cơ hội trúng sẽ nhiều hơn. Rồi bình luận của mọi người phải trước 16 giờ ngày 17 tháng 8 nha mọi người. Đó, trước đó, sau cái thời gian này thì sẽ không chấp nhận những bình luận nữa nha người. Bình luận sau sẽ không được hợp lệ. Đó, và một điều nữa, mọi người nhớ đăng ký kênh. Đó, nhớ đăng ký kênh giúp Rạng. Thì game thì hoàn toàn miễn phí. Đó, chỉ việc bấm giúp đăng ký kênh giúp Rạng thôi thì sẽ tham gia cái game hoàn toàn miễn phí. Nhưng phần thưởng thì cũng nói chung là có giá trị nha mọi người. Đó, ngoài ra thì nếu mọi người có theo dõi kênh Facebook của Rạng thì trên Facebook Rạng vẫn có những chương trình mà xổ số, xổ số dẫn anh em mua số. Dù mua số thì những cái phần quà nó giá trị rất là cao nha mọi người. Thì mấy Rạng đang xổ tới là kỳ kỳ 3 rồi. Kỳ 1, kỳ 2 là mỗi kỳ là giải thưởng là 7 triệu rưỡi. Thì anh em mua một số là 750.000. Đó, góp lại thành một cái phần thưởng cho một người trúng. Đó, thể lệ thì mọi người cứ vào Facebook của Rạng thì theo dõi thì sẽ thấy cái cách chơi thôi. Hiện tại là đang kỳ 3, phần thưởng là 8 triệu nha mọi người, phần quà là 8 triệu. Thì mỗi số là 80.000 thì cũng gần full số rồi, cũng đang đợi full số để sổ. Thì nếu anh em có hứng chơi thử may mắn, thử vận may của mình thì có thể vô Facebook của Rạng đặt một số để nhận được những cái phần thưởng có giá trị cao đó. Rồi ok, tất cả mọi người cứ làm theo cái cú pháp Rạng có ghim ở dưới cái mô tả và ở phía dưới cái bình luận của video này. Nếu mà không rõ cứ xem lại ở đó thì sẽ rõ hơn về cách chơi nha mọi người. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Chúc mọi người may mắn và một người sẽ may mắn nhất đoạt được cái giải thưởng này nha mọi người. Ok, tạm biệt mọi người.